Hòa Ái kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình tối thứ Sáu, mùng 6 tháng 6 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý khán thính giả, trước hết là tin liên quan Quốc hội Việt Nam đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra điều trần trả lời chất vấn về tình hình Biển Đông. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho báo chí biết như vậy vào sáng nay, mùng 6 tháng 6 bên hành lang Quốc hội. VN Express trích lời ông Nguyễn Hạnh Phúc, nói thông thường Thủ tướng sẽ chỉ đăng đàn vào kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Nhưng lần này, chủ đề là một vấn đề nóng của đất nước. Hiện chưa rõ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn trực tiếp trả lời hay ủy nhiệm một phó thủ tướng làm việc này. Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội còn cho biết, nhiều đại biểu mong muốn bổ sung hai vị Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao vào danh sách trả lời chất vấn về tình hình Biển Đông. Nhưng đề xuất này sẽ phải tổng hợp từ phiếu thăm dò ý kiến chung. Được biết, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 sẽ dành 2 ngày rưỡi từ chiều mùng 10 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 6 cho việc chất vấn các thành viên chính phủ. Cho đến nay, dự kiến sẽ có các Bộ trưởng Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ sẽ phải đăng đàn trả lời chất vấn. Vào hôm nay, công ty bảo hiểm Bảo Việt đã tạm ứng 26,8 tỷ đồng bồi thường cho một số doanh nghiệp bị thiệt hại trong cuộc biểu tình bạo loạn vừa qua ở Bình Dương. Trong số này, công ty SQL được bồi thường số tiền lớn nhất lên tới 21,2 tỷ đồng, tương đương 1 triệu đô la. Theo báo Hà Nội Mới Online, các công ty khác như Megastep nhận được 700 triệu đồng, công ty CSB 500 triệu đồng, công ty Ahogan 100 triệu đồng, công ty may mặc quốc tế Việt Hising được tạm ứng 300 triệu đồng và 200 triệu đồng cho ông Hoàng Tăng Lưỡng. Cùng ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, theo tin Reuters từ Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng các doanh nghiệp và nạn nhân chưa nhận được bồi thường thiệt hại từ phía Việt Nam, hậu quả của các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng trước. Phản ứng về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí xâm phạm chủ quyền Việt Nam, tháng trước người dân Việt Nam đã biểu tình phản kháng ở nhiều nơi như Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Hàng trăm công ty ở Bình Dương đã bị đốt phá. Riêng ở Hà Tĩnh ít nhất có 4 người Trung Quốc chết. Khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc đã sơ tán khỏi Việt Nam. Trong diễn biến liên quan, khoảng 8 nhà thầu và 100 cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đã trở lại Vũng Áng để làm việc. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết như vậy vào hôm nay. Như vậy, hiện nay có khoảng 16.000 lao động thuộc 33 nhà thầu chính đã trở lại công trường Formosa để sản xuất. Theo tin này, sau vụ bạo động giữa 3.000 công nhân Việt Nam và 1.000 công nhân Trung Quốc xảy ra ngày 14 tháng 5, gây nhiều thương vong và thiệt hại tài sản. Chính quyền Việt Nam đã triển khai hơn 100 binh sĩ biên phòng tinh nhuệ cùng 78 chó nghiệp vụ để phối hợp với lực lượng địa phương bảo vệ cho các nhà đầu tư nước ngoài và nhân viên làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Khu kinh tế Vũng Áng diện tích 22.700 hecta, hiện có hơn 150 doanh nghiệp đầu tư. Trong đó, riêng dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của tập đoàn Formosa Đài Loan đầu tư gần 12 tỷ đô la cho giai đoạn 1 và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tổng mức đầu tư 1,56 tỷ đô la. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ đứng sau các cuộc biểu tình bạo động phản kháng Trung Quốc vừa qua. Báo chí Việt Nam phổ biến tin này hôm nay vào ngày 6 tháng 6. Như vậy, sau Công an Đồng Nai, nay có thêm Công an thành phố Hồ Chí Minh quy kết cho Đảng Việt Tân là đã lợi dụng tình hình kích động các phần tử xấu, lôi kéo hàng trăm người dân, công nhân đập phá các doanh nghiệp tại khu công nghiệp chế xuất. Đảng Việt Tân bị chính quyền Việt Nam gọi là tổ chức chính trị có mục tiêu lật đổ chính quyền Việt Nam. Nhắc lại, sau vụ Công an Đồng Nai bắt 3 người và cáo buộc là Việt Tân mà báo chí đưa tin vào ngày 27 tháng 5. Một thông cáo của Việt Tân phổ biến trên mạng nói rằng cáo buộc của công an nhằm chuyển hướng dư luận khỏi sự bất lực của lãnh đạo trước đại họa xâm lược để che đậy cho những kẻ bạo động thật dưới sự điều động của công an và để tạo lý cớ trấn áp hung bạo hơn nữa các cuộc biểu tình yêu nước. Theo ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân Đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ, chủ trương của Việt Tân là hỗ trợ mọi nỗ lực đấu tranh bất bạo động cho mục tiêu dân chủ nhân quyền và bảo vệ chủ quyền đất nước. Bất kỳ cá nhân nào chủ trương bạo động đều không phải là người của Đảng Việt Tân hay người công tác với Việt Tân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi bản tin truyền hình tối thứ 6, mùng 6 tháng 6 năm 2014. Hòa Ái kính chào tạm biệt.